Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, luận tử vi cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong năm 2023 Quý Mão. Mỗi độ Tết đến xuân về, hầu hết chúng ta đều rất tò mò về vận hạn của mình trong năm mới ra sao. Qua việc xem tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ giúp quý vị nắm được vận hạn trong năm mới là năm 2023 Quý Mão của mình. Đồng thời xem tử vi cũng là một phần trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Khi xem tử vi trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, quý vị sẽ nắm được vận mệnh tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý vị sẽ được sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn và tài lộc hanh thông trong năm Nhâm Dần. Qua chương trình tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho con đường tài lộc và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết của những người sinh năm 1960 Canh Tý trong năm 2023 Quý Mão này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm Mạ trong năm 2023. Năm 2023 có thể coi là một năm nhiều sóng gió với tuổi Canh Tý, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió, những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Khoảng cuối năm, vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư thì cần cực kỳ thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền, hao cuộc rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định, đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải khiêm nhường. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Tý sinh năm 1960 năm Mạ gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao La Hầu, vận hạn hạn tam kheo, hạn tam tai. Năm 2023, gia chủ nam Mạ phạm tam tai. Canh Tý 1960 nam mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1960 nam mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì sẽ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của tam tai, gia chủ 1960 lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu, rơi vào kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị tiền phạt, mất việc, bản thân và người nhà, sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can canh dương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm bình ổn cho các gia chủ Canh Tý, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến 17 tháng 7 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Canh Tý. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Canh Tý sinh năm 1960 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạn mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận.
người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sau này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sau này sẽ dễ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sau này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải. Dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đăng viên, hãy lập bàn thờ đúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như chầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành, nào tiết giảm đi. Sau đó đối với sao La Hầu, cần phải dùng thủy tiết để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 năm Mạng, năm nay gặp hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt để phòng tay chân. Có nghĩa Tam Kheo là hạn xấu chủ với sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, coi thường. Đặc biệt, người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Canh Tý sinh năm 1960 năm Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu xuân vui vầy cùng gia đạo, tuy nhiên gia chủ tuổi Canh Tý năm Mạng chú ý cẩn thận di chuyển, đi lại trong tháng. Tháng 2, tiền bạc của tháng này có sự hao tán nhiều và điều trị các vấn đề về sức khỏe hoặc sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Tháng 3, cần chú ý có tiểu nhân hãm hại, phá hoại công việc làm ăn của gia chủ. Tháng 4, có tin vui trong gia đạo về thêm người thêm của. Tháng 5, có tăng sự trong gia đạo. Tháng 6, mọi công việc làm ăn đều không được tốt, gặp nhiều điều khó khăn về giấy tờ, thủ tục. Tháng 7, công việc trong tháng này có thể tiến triển tốt, quý nhân trợ giúp nên công việc được thuận lợi. Tháng 8, có dấu hiệu phá tài, tiền bạc làm ra bao nhiêu chi tiêu hết bấy nhiêu. Tháng 9, công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi. Tháng 10, nhờ được hưởng phúc đức của tổ tiên nên trong tháng 10, công việc gì cũng hóa cát lành dù trước đó gặp hung hiểm. Tháng 11, quý bạn trong tháng 11 có sự sửa sang về mỗi phần của tổ tiên hoặc trong nhà có sự mua sắm các đồ đạc. Tháng 12, trong gia đạo thiếu hòa khí, bất hòa, mâu thuẫn quan điểm, có chuyện buồn đưa tới trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm Mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. 2023 không phải là một năm lý tưởng về tuổi Canh Tý, năm Mạng, quyết định mạo hiểm hay thực hiện sự thay đổi nào quá lớn. Vận khí bất ổn nên tốt nhất bản mệnh nên giữ nguyên hiện trạng, làm tốt những việc đang đảm nhiệm hơn là theo đuổi điều gì đó mới mẻ. Hành sự nên lấy ổn trọng làm đầu, chậm mà chắc, hấp tấp vội vàng chỉ dễ dẫn tới quyết định sai lầm. Chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn, nghiêm túc với mỗi một nhiệm vụ của mình thì có thể hạn chế phần nào khó khăn gặp phải. Về tài chính của năm Mạng tuổi Canh Tý trong năm Quý Mão có nhiều biến động bất lợi, chẳng những không dư giả mà cũng không tích lũy được là bao. Đã vậy nguy cơ hao tài khá rõ, vậy nên không thích hợp để đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh lớn trong năm này. Dù vẫn có những khoản thu về túi nhưng mệnh chủ cũng phải chi tiêu khá nhiều cho nhu cầu, gia đình hàng ngày hoặc đổ vốn kinh doanh, tiền vừa vào túi đã bay ra. Vậy nên lời khuyên cho bản mệnh là nên suy nghĩ thật kỹ trước khi có ý định vung tiền, làm việc gì đó, tránh gặp thua thiệt, không thu hồi được vốn. Về sức khỏe,
Sức khỏe người tuổi Canh Tý trong năm nay không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Canh Tý có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng. Về tình cảm gia đạo, bước sang năm Quý Mão, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Canh Tý. Những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Trong năm nay, gia chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp cũng giúp được thầy Gia Cát trực. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của Canh Tý trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.